Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin giờ chốt ngày 7 tháng 3 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. U20 nữ Việt Nam thua đậm. Chưa kịp đứng dậy sau thất bại 0-10 trước Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam lại phải gặp một đội núi khác ở trận đấu thứ hai mang tên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đại diện Đông Á chỉ có được trận hòa 1-1 trước Trung Quốc ở lượt trận ra quân nên vô cùng quyết tâm khi đối đầu với chúng ta. Thậm chí hôm nay những cô gái trẻ của Việt Nam còn bị thủng lưới sớm hơn so với trận gặp Nhật Bản. Bởi ngay từ phút thứ 3, lưới cầu thủ môn Lê Thị Thu đã rung lên. Đây là tình huống phối hợp đá phạt khá đơn giản của các cầu thủ Triều Tiên, nhưng hàng thủ chúng ta đã chơi không đủ tốt. Chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 2-0. Thủ môn Lê Thị Thu phán đoán điểm rơi không tốt, để cho tiền đạo của Triều Tiên dễ dàng băng vào đánh đầu sau khi bóng bật ra. Phút thứ 14, bàn thắng thứ 3 đã đến với Triều Tiên khi mà Park Mi-ryong đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của đồng đội. Sau khi đứng vững được hơn 15 phút, hàng thủ của Việt Nam lại thủng lưới khi mà Park Mi-ryong hoàn tất cú đúp của bản thân. Trước khi bước vào giờ nghỉ, Triều Tiên vẫn kịp có thêm một bàn thắng nữa để dẫn trước U20 nữ Việt Nam với khoảng cách 5 bàn. Đầu hiệp 2, Triều Tiên nâng tỷ số lên 6-0 với thêm một pha không chế thành công. 10 phút sau, đội bạn chỉ còn chơi với 10 người khi đội trưởng Hồng Riong đã nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên điều này chưa thể giúp cho những cô gái của đội tuyển U20 nữ Việt Nam có được bàn thắng danh dự khi mà đối thủ vẫn hoàn toàn áp đảo. Chung cuộc, thầy trò của huấn luyện viên Akira Izuri thua 0-6 trước cao thủ U20 nữ Triều Tiên. MU bỏ lỡ Haaland với giá bèo. Tôi làm việc với cậu ấy ở Mod trong hai mùa giải. Mùa hè trước khi đến với Old Trafford làm việc, tôi gọi điện cho câu lạc bộ và nói rằng MU phải ký hợp đồng với cậu bé này, cậu ấy rồi sẽ ở đẳng cấp hàng đầu. Đó là vào tầm tháng 6 tháng 7 năm 2018 và bãi đạo của Man United đã nói không. Họ nói rằng đã có đủ thông tin về cầu thủ rồi. Sau đó tôi trở thành huấn luyện viên tạm quyền tại Manchester United và rồi móc bán Haaland cho câu lạc bộ Sunderland. Hồi năm ngoái, Ole Gunnar Solskjaer cũng chia sẻ rằng ông gọi cho Manchester United và nói rằng có thể mua Erling Haaland với giá chỉ 4 triệu bảng từ Mod, nhưng câu lạc bộ nước Anh vẫn không đồng ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Haaland sang Sunderland, Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục khuyên Manchester United phá vỡ phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ tại đội bóng nước Áo. Tôi nói thẳng với câu lạc bộ rằng hãy mua cậu ta khi còn điều khoản giải phóng. Khi đó thì chỉ chúng tôi biết điều đó và không ai khác sẽ trả số tiền đó, 20 triệu euro. Đó thực sự là một món hời. Tuy nhiên bãi đạo của Manchester United vẫn không nghe theo huấn luyện viên của họ. Sau đó Haaland bắt đầu ghi bàn ở Sunderland. Câu lạc bộ nước Áo nâng phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ lên mức 60 triệu euro. Solskjaer cho rằng đó là một con số hời và tiếp tục khuyên Manchester United mua trung phong đồng hương. Lúc đó thì lãnh đạo của MU đã quyết định không tham gia. Chúng tôi chưa bao giờ ra giá hay đề nghị mua Haaland cho đến khi cậu ấy bắt đầu ghi bàn cho Sunderland. Lúc đó thì Borussia Dortmund, Juventus và nhiều câu lạc bộ bắt đầu quan tâm. Điều khoản giải phóng của cậu ta vẫn ở mức chấp nhận được, khoảng 60 triệu euro. Trước khi phiên chợ tháng 1 năm 2020 bắt đầu, MU đã có những cuộc tiếp xúc với Erling Haaland, nhưng lúc này thì đã quá muộn. Sunderland đồng ý bán Haaland cho Borussia Dortmund với giá chỉ 20 triệu euro do cầu thủ và người đại diện muốn đến câu lạc bộ của nước Đức. Solskjaer tin rằng nếu MU nghe lời ông, quyết liệt trong thương vụ Haaland ngay từ đầu thì cầu thủ này hiện tại đang ở Manchester United chứ không phải Manchester City và đương nhiên đó là một món hời. Lộ lý do Solskjaer không bao giờ để Bruno làm đội trưởng. Ole Gunnar Solskjaer, cựu huấn luyện viên trưởng của Manchester United đã gây sửng sốt với nhiều người khi nói toạc móng heo lý do tại sao không bao giờ trao bằng đội trưởng của MU cho Bruno Fernandes. Sau khi rời Manchester United, huấn luyện viên người Na Uy Ole Gunnar Solskjaer đã không đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên cho bất kỳ câu lạc bộ khác tới thời điểm hiện tại. Thay vào đó thì Solskjaer hiện đang làm giám sát viên kỹ thuật cho UEFA, tham dự các trận đấu ở Champions League và cung cấp báo cáo suốt mùa giải này. Tuy nhiên cái tên Ole Gunnar Solskjaer vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt mỗi khi ông tiết lộ lý do tại sao ông không bao giờ cho tấm bằng đội trưởng của Manchester United cho tiền vệ người Bồ Nha Bruno Fernandes. Trong một phát biểu trên podcast Stick to Football, Solskjaer nhấn mạnh: "Khi tôi còn là huấn luyện viên của Manchester United, tôi đã nhận ra Bruno Fernandes có tố chất để trở thành đội trưởng. Anh ấy có cá tính và phẩm chất, và Bruno cũng nhận ra điều đó. Nhưng tôi đã thẳng thắn với Bruno rằng anh ấy thỉnh thoảng quá tự tin và đôi khi mất kiểm soát. Đó là lý do chính mà tôi không bao giờ trao bằng đội trưởng MU cho Bruno Fernandes. Có thể Bruno cảm thấy thất vọng, thậm chí tức giận với tôi, nhưng tôi luôn đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu." Theo Solskjaer, ông thích Harry Maguire hơn so với Bruno. "So với Bruno Fernandes, tôi cảm thấy Harry Maguire là người phù hợp hơn để làm đội trưởng của Manchester United vào thời điểm đó. Đối với tôi, Maguire xứng đáng là đội trưởng của Manchester United." Barca liên hệ Arteta. Tháng 1 vừa qua, Xavi đã công bố kế hoạch rời khỏi Barcelona vào cuối mùa giải này, sau khi đạt được sự đồng thuận của cả hai bên. Ngay sau thông báo này, thì câu lạc bộ đã bắt đầu tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên trưởng trong mùa giải tới. Và Arteta đương nhiên là cái tên được đặt vào danh sách ứng viên hàng đầu. Tờ Renovo cho biết, cả chủ tịch Juan Laporta và giám đốc thể thao Deco của Barcelona đều rất khâm phục và ngưỡng mộ tài năng của Arteta, đồng thời muốn đưa ông ngay lập tức về Camp Nou để kế nhiệm Xavi. Tờ này cũng nhấn mạnh rằng Barcelona đã tiến hành liên lạc với Mikel Arteta nhằm thuyết phục ông rời Arsenal sau khi mùa giải này kết thúc. Thông tin về tương lai của huấn luyện viên Arteta được đưa ra ánh sáng sau khi huấn luyện viên 41 tuổi này khẳng định cách đây 2 tháng rằng mọi tin đồn liên quan đến việc ông gia nhập Barcelona đều là tin đồn không có căn cứ.
Tờ The Sun của Anh cũng cho biết Arteta không có ý định rời Arsenal nơi ông đang đưa đội bóng phát triển tích cực. Hiện tại thì Arsenal dưới sự chỉ đạo của Arteta đang trở thành một trong những đội bóng và đối thủ đáng gờm tại Premier League, cạnh tranh cho chức vô địch cùng với Manchester City và Liverpool. Tuy nhiên, vấn đề là Arteta vẫn chưa ra hợp đồng với Arsenal khi giao kèo hiện tại của ông sẽ hạn vào hè năm 2025. Trước mắt, Arteta sẽ phải tập trung hết tâm trí để giúp Arsenal cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Ngoài Arteta, Barcelona cũng đang xem xét một số ứng viên khác cho vị trí huấn viên trưởng, bao gồm Hansi Flick, Thomas Tuchel. Hansi Flick hiện vẫn chưa có biến động mới sau khi bị Liên đoàn bóng đá Đức sa thải vào năm ngoái, trong khi Thomas Tuchel sẽ chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải này. Jurgen Klopp coi trọng Europa League. Thưa quý vị, rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Liverpool sẽ có cuộc đối đầu thú vị với Sparta tại vòng 1/8 Europa League. Mặc dù thi đấu trên sân khách, nhưng với đẳng cấp của mình, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc chạm trán này. Chỉ đơn giản người Đức cũng đã cho biết, nghiên cứu cực kỳ kỹ đối thủ để đảm bảo đội bóng của ông không phải mắc bất kỳ sai lầm đáng tiếc nào. Cụ thể trong phần chia sẻ trước trận đấu, thuyền trưởng của cao thủ Liverpool cho biết, kể từ khi được dẫn dắt bởi Brian Pitch, Sparta đã thay đổi rất nhiều. Bạn có thể thấy điều đó. Sau khi giành chức vô địch sau một thời gian dài chờ đợi, họ lúc này đang thi đấu với sự tự tin, ý tưởng rất rõ ràng cùng tinh thần mạnh mẽ. Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp họ nên hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Màn so tài với Sparta diễn ra chỉ ít ngày trước khi Liverpool bước vào trận thư hùng đáng chú ý đại chiến với Manchester City ở vòng 28 Premier League. Tuy nhiên, Klopp khẳng định ông và các trò sẽ chỉ tập trung vào trận đấu tại Europa League vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi có trận đấu vào đêm mai và đó là trận đấu quan trọng nhất mà chúng tôi để tâm. Không có gì khác biệt cả. Chúng tôi chẳng thể vô địch League Cup và đến tứ kết FA Cup và vẫn còn đá ở Europa League nếu chúng tôi chọn ưu tiên một giải đấu nào đó. Chúng tôi chưa bao giờ làm như vậy. Có thể một người thông minh sẽ lựa chọn việc ưu tiên cho một giải đấu nào đó, nhưng chúng tôi biết phải làm thế nào mà. Tôi hơi ngốc nên không biết làm. Chúng tôi sẽ chơi bằng tất cả những gì mình có trong từng trận và hy vọng các bạn sẽ thấy điều này vào ngày mai. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Pep cắt mạng phòng thay đồ. Cựu vệ của Manchester City Bakary Saka, một trong những giai đẹp của lịch sử Ngoại hạng Anh, tiết lộ rằng Pep Guardiola từng cắt wifi phòng thay đồ ngay trong ngày đầu tiên vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha dẫn dắt câu lạc bộ. Saka có 30 giải gắn bó với Man Xanh từ 2014 đến 2017. Trong khi đó, thì Pep Guardiola cập bến thành Manchester từ mùa hè 2016. Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Chris Quayle, Saka vẫn còn ấn tượng sâu đậm về vị huấn luyện trưởng của Manchester City. Pep Guardiola đối với tôi là một huấn luyện viên vô cùng nghiêm khắc. Các cầu thủ phải gò mình vào kỷ luật dưới thời của Pep. Bạn cần phải hiểu rằng sự nghiêm khắc của Pep không chỉ thể hiện trên sân cỏ mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Ông ấy rất chú trọng vấn đề dinh dưỡng. Bạn chỉ cần tăng 1 kg sau một tuần, Pep sẽ hất bạn lên bàn ghế dự bị. Ngay ngày đầu tiên đến Man City, Pep đã cắt wifi trong phòng thay đồ. Chúng tôi cảm thấy bị đối xử như những đứa trẻ. Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng mình đâu phải trẻ con mà Pep phải làm như vậy. Tôi cảm giác bị ai đó qua mặt. Nhưng khi nhìn vào cuốn 3 của Man City ở mùa giải trước, bạn sẽ hiểu vì sao Pep nghiêm khắc đến như vậy. Mọi người đều phải tuân theo kỷ luật, phải có tư duy và nhận thức đúng đắn. Nếu bạn không có tư duy đúng đắn, bạn không sớm thì muộn sẽ phải rời Manchester City. Trong 3 mùa giải khoác áo Manchester City, Bakary Saka chơi tổng cộng 86 trận, đoạt cúp Liên đoàn Anh ở mùa giải 2015-2016. Cựu tuyển thủ Pháp chuyển sang Benevento ở mùa giải 2017-2018, sau đó chơi 2 mùa cuối cùng trong đời cầu thủ tại câu lạc bộ Montreal Impact. Thời đỉnh cao của Saka là 7 mùa giải tại Arsenal từ 2007 đến 2014 với tổng cộng 284 trận, 5 bàn thắng. Hậu vệ phải CM83 có một chức vô địch FA Cup ở mùa giải 2013-2014. Saka có 65 lần khoác áo đội tuyển Pháp trong giai đoạn từ 2007 đến 2016 và anh cũng đã từng tới Việt Nam. Anh cười một cái, tất cả các chị em cảm giác như rụng trứng hết. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin giờ chót ngày hôm nay của TVS Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.